Đà Nẵng đã chính thức áp dụng công nghệ định vị xác định địa chỉ 3 từ khóa vào nền tảng hành trình số của thành phố để có thể phục vụ cho người dân về nhu cầu gọi cấp cứu. Việc mô tả được chính xác vị trí cần cứu trợ là yếu tố then chốt trong những tình huống khẩn cấp. Việc ứng cứu ở nơi hẻo lánh, khu vực nông thôn, miền núi, không có địa chỉ đường phố cụ thể là vấn đề khó khăn trước khi công nghệ What 3 Words được ra đời. Trước định vị chính xác địa chỉ của công nghệ 3 từ khóa, What 3 Words là sự tối ưu trong việc gọi xe cấp cứu với độ chính xác vị trí đến từng ô trên bản đồ 3x3 mét. Đường xá thì quen thuộc hết rồi, nhưng mà chưa có công nghệ số thì đôi khi những con đường mới mình không biết được. Năm nay phải hỏi người dọc đường hoặc là phải tra Google. Từ khi có một mới, trung tâm đã đưa vào những cái app để mà lái xe dựa vào cái app đó mà đi tới cái địa điểm hiện trường nhanh nhất và tốt nhất. Người nhà bệnh nhân cũng dựa vào cái app đó mà theo dõi được cái xe của cấp cứu tới nơi nhanh nhất. Sử dụng công nghệ What 3 Words cho cấp cứu ở Đà Nẵng là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao dịch vụ cứu hộ và đảm bảo rằng mọi người có quyền được cứu trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì cũng đã góp phần cho cái vấn đề là thuận lợi cho công tác quản lý và điều hành cấp cứu, giúp cái vấn đề xác định được vị trí chính xác của cái điểm gọi cấp cứu, thì điều đó cũng đã góp phần cho cái vấn đề là xác định được và rút ngắn được cái thời gian mà từ khi mà trung tâm cấp cứu nhận được cuộc gọi cho tới khi tiếp cận được bệnh nhân tại hiện trường cũng như là tại gia đình. Now our newest partnership is with the city of Đà Nẵng là một đối tác tuyệt vời với bằng thành tích dày đặc các giải thưởng về sự tiến bộ. Chúng tôi tự hào vì được hợp tác với một thành phố tiên tiến như vậy. Chúng tôi đang trên đà mở rộng ra khắp Việt Nam và quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng lần này sẽ là bàn đạp vững chắc cho tương lai sắp tới. We have an office in Ho Chi Minh City which is rapidly expanding. Việc sử dụng rất đơn giản, người dân khi cần hỗ trợ cấp cứu sử dụng nền tảng hành trình số hiện có của thành phố để yêu cầu và tổng đài 115 sẽ biết chính xác vị trí trên bản đồ số. Điều hành xe 115 phù hợp đến chính xác vị trí. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, năm nào thì xét chức danh giáo sư, phó giáo sư cũng có điều tiếng và bất bình. Và khi đó, tiêu chuẩn cứng về bài báo quốc tế liên tục đem ra mổ xẻ. Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư đừng để lộng giả thành chân. Đây là tiêu đề bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Phải chăng việc xác định tạp chí uy tín còn khó khăn với các hội đồng hay là vì sự cả nể, du di từ các hội đồng? Theo báo Tuổi Trẻ, giáo sư, phó giáo sư là những chuyên gia không chỉ giỏi chuyên môn, có năng lực khoa học, có nhiều đóng góp cho khoa học, mà còn phải là những người có đạo đức để hướng dẫn thế hệ tiếp sau. Do đó, một người gian lận thì sẽ để lại hậu quả khôn lường khi mà sản sinh ra nhiều F1, F2, F3. Khi mà sự gian dối được du di, làm ngơ thì sẽ có thêm nhiều môi trường để nhân rộng khi họ ngồi đủ loại hội đồng khoa học để đánh giá các thế hệ sau. Một số bài viết đáng chú ý khác có liên quan đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cụ thể, khi mà đề xuất đến chương trình đổi mới sách giáo khoa, các đại biểu Quốc hội cũng đặt vấn đề nếu để cho Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa thì liệu có quay lại tình trạng độc quyền và đi ngược với xu hướng quốc tế hay không? Bài viết này được đăng trên báo Thanh Niên. Có đại biểu là không tán thành vì việc này không phù hợp với nghị quyết số 122 năm 2020 và luật giáo dục năm 2019. Chưa kể để cho bộ biên soạn một bộ sách giáo khoa thì không còn phù hợp với thực tế khi mà chủ trương xã hội hóa đã đạt được những kết quả và đang triển khai thuận lợi. Báo Thanh Niên cũng trích dẫn ý kiến của một số khác cho rằng với việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa thì đây là một trong những điểm nhấn và thành công lớn khi triển khai đổi mới về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cũng liên quan đến kỳ họp 6 Quốc hội khóa 15 thì nhiều bài báo đáng chú ý được đăng tải trên nhiều tờ báo khác nhau. Thảo luận về vấn đề phát triển kinh tế xã hội thì một số đại biểu quốc hội cho rằng các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn trầm trọng, bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị. Nêu thực tế tại địa phương, đại biểu Dương Văn Phước, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù nhà nước đã có chính sách hỗ trợ và đồng hành. Tuy nhiên, áp lực về thuế, biến động giá cả, khả năng tiếp cận vốn đã tạo thành những thách thức lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đại biểu thì cần thiết phải có thiết kế một gói tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh thông qua việc tiếp tục hạ lãi suất và nới lỏng các điều kiện cho vay vốn.